sẽ đi siêu thị để mua tã và sữa cho hai em bé, cùng đi siêu thị với cả gia đình mình nha mọi người ơi. Hiện tại bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều rồi đó mọi người, nhưng mà trời còn rất là sáng, tại vì bây giờ là mùa hè đó. Mình cực kỳ thích mùa hè nha mọi người, tại vì mùa hè là trời sáng rất là lâu và ban ngày của mình sẽ rất là dài. Và khi trời sáng và có nắng như vậy thì mình có rất là nhiều năng lượng để làm việc. Khoảng 2 cây số, 2 tới 3 cây số mình đi siêu thị rất là nhiều lần, mình không có để ý cái chỗ để xe, có cả chỗ để xe cho phụ nữ. Không mày làm mày làm. Vừa bước vô cửa là sẽ có cái chai xịt khử trùng nè mọi người, để mình xịt lên cái xe đẩy của mình á. Lại đây xíu thì có cái cây này để đo nhiệt độ. Ông này là làm đâu cũng không được. Người ta để gần 5 cm, ông để chừng 50 cm, chỉ ra ở đâu mà gà đo được. Cô này đẩy xe tìm dâm. Ở trời ạ. Hôm nay mua đây. Một cái đai. Em cảm ơn mọi người. Đây, em dễ thương không? Dễ thương quá đi. Dễ thương quá. Không mua gì không có mà mọi người ơi. Đâu bây giờ em có gì vậy? Review ba đi. Review ba. Gặp sao? Gặp chưa? Mình nói rồi này để mình nói không tin. Thương không?
chỉ là theo mình thôi, mình sẽ tự dọn dẹp luôn. Anh các bạn bên đây nè. Ăn thịt không à. Xe này đèn hàng đỏ cỡ 5 phút vậy đó mọi người ơi.